Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 14 tháng 11, đồng chí Nguyễn Doan Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Thanh Hóa về tình hình kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và công tác sắp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy, Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Lê Anh Xuân, bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Quang Hải, phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo các ban ngành cấp tỉnh. Trước khi làm việc với ban thường vụ thành ủy thành phố Thanh Hóa, bí thư tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình thi công dự án cầu vượt đường sắt Bắc Nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến Đại lộ Đông Tây, dự án Cung văn hóa thiếu nhi và trung tâm thể dục thể thao thành phố Thanh Hóa. Đây là hai công trình trọng điểm theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Thanh Hóa, đồng thời là hai công trình được lựa chọn tổ chức khánh thành đúng vào dịp chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 nhiệm kỳ 2025-2030. Cả hai dự án đều được khởi công ngày 19 tháng 5 năm 2024. Trong đó, dự án cầu vượt đường sắt Bắc Nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến đại lộ Đông Tây có tổng vốn đầu tư trên 647 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành tháng 7 năm 2025. Dự án cung văn hóa thiếu nhi và trung tâm thể dục thể thao thành phố Thanh Hóa có tổng mức đầu tư gần 248 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành tháng 8 năm 2025, sớm hơn 4 tháng so với hợp đồng. Nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của hai công trình, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh biểu dương chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án. Bí thư tỉnh ủy đề nghị các nhà thầu tập trung lực lượng, phương tiện và các điều kiện cần thiết để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng để phát huy hiệu quả của công trình, kịp thời chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Trong quá trình thi công cần phải chú ý đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, đảm bảo chất lượng kỹ thuật và tính thẩm mỹ của công trình. Báo cáo của thành phố Thanh Hóa và các ý kiến thảo luận tại buổi làm việc cho biết, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, kinh tế của thành phố tiếp tục tăng trưởng cao tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 11,2%. Các lĩnh vực sản xuất đều có bước phát triển, trong đó công nghiệp xây dựng tăng 10,9%, thương mại dịch vụ tăng 10,51%, nông lâm thủy sản tăng 4,51%. Kết cấu hạ tầng đô thị tiếp tục được đầu tư nâng cấp ngày càng đồng bộ. Việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040 đã mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực quan trọng để thành phố phát triển theo hướng thông minh, văn minh và hiện đại. Văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo môi trường ổn định cho kinh tế xã hội phát triển. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường và đạt nhiều kết quả tích cực. Cùng với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, thành phố Thanh Hóa cũng đã tập trung thực hiện kế hoạch sáp nhập huyện Đông Sơn theo nghị quyết 1238 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chỉ đạo của tỉnh. Đến nay, các công việc đang đáp ứng được yêu cầu tiến độ đề ra. Kết luận buổi làm việc, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Xuân Anh nêu rõ, thành phố Thanh Hóa có vị trí đặc biệt quan trọng, giữ vai trò là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và quốc phòng an ninh của tỉnh, cửa ngõ nối vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ với Bắc Trung Bộ, là đầu mối giao lưu của tỉnh Thanh Hóa với cả nước, là nơi quy tụ những giá trị truyền thống tốt đẹp, ý chí cách mạng của người dân Thanh Hóa. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, thành phố Thanh Hóa đã có những bước phát triển vượt bậc đáng tự hào. Đặc biệt, qua nhiều lần điều chỉnh địa giới hành chính, quy mô diện tích và dân số không ngừng tăng lên, nguồn lực dư địa và mở ra cơ hội để thành phố phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Bí thư tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thanh Hóa đạt được, đặc biệt là từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay. Tuy nhiên, đồng chí cũng cho rằng, so với vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của một đô thị tỉnh lị, so với tiềm năng lợi thế sẵn có và sự quan tâm của tỉnh, thành phố Thanh Hóa vẫn cần phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa, khắc phục các khó khăn, hạn chế, yếu kém, lấy nguồn lực con người làm trung tâm tinh thần đoàn kết thống nhất làm nền tảng sức mạnh, tranh thủ tối đa các thời cơ thuận lợi để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung của cả tỉnh. Về việc sắp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa, theo nghị quyết 1238 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chủ trương của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Xuân Anh khẳng định rất đúng đắn, có ý nghĩa chiến lược lâu dài không chỉ đối với sự phát triển của thành phố Thanh Hóa và huyện Đông Sơn mà còn đối với cả tỉnh. Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Thanh Hóa đã quyết liệt lãnh đạo chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng chủ trương sắp nhập tới cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố, thực hiện các bước đi bài bản, khoa học, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sắp nhập hai địa phương, nhận được sự tham gia tích cực, đồng thuận, thống nhất cao của cử tri và nhân dân. Đây là nền tảng quan trọng để chúng ta thực hiện thắng lợi nghị quyết 1238 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tuy nhiên, đây là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, do vậy cần phải quyết tâm, quyết liệt hơn nữa để hoàn thành. Trước hết, cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các cấp chính quyền phải lắng nghe ý kiến nhân dân, giải quyết kịp thời những nguyện vọng, đề xuất chính đáng của nhân dân và các tổ chức doanh nghiệp, lấy người dân làm trung tâm để giải quyết các công việc một cách thấu tình, đạt lý. Về công tác cán bộ, cần phải xây dựng tiêu chí đánh giá sát thực tế, trên cơ sở đó xây dựng phương án bố trí, sắp xếp phù hợp, đảm bảo hài hòa, hợp lý, hợp tình. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Xuân Anh lưu ý thành phố thanh hóa cần coi đây là dịp để chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ tới đảm bảo chất lượng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới cùng với đó phải làm tốt chính sách cán bộ tập trung làm tốt công tác quản lý tài sản công để phát huy hiệu quả sử dụng phục vụ tốt cho hoạt động của các cơ quan đơn vị tránh lãng phí bí thư tỉnh ủy nguyễn xuân anh nhấn mạnh yêu cầu sau khi sắp nhập huyện đông sơn vào thành phố thanh hóa thì tình hình phải tốt hơn thành phố mới phải phát triển nhanh và bền vững hơn không được để việc sắp nhập ảnh hưởng tới thực hiện các nhiệm vụ và sự phát triển chung của địa phương. Bên cạnh đó, thành phố Thanh Hóa cần phối hợp chặt chẽ với huyện Đông Sơn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị năm 2025 của thành phố mới sau khi sắp nhập, bảo đảm phát huy tốt tiềm năng thế mạnh của hai địa phương, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, tạo công cụ pháp lý để quản lý nhà nước và thu hút đầu tư vào thành phố, đặc biệt là phải bổ sung không gian quy hoạch mới sau khi sắp nhập. Đồng thời, tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Bí thư tỉnh ủy mong muốn và tin tưởng với truyền thống và nền tảng đã xây dựng được, thành phố Thanh Hóa trong thời gian tới sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn, trở thành thành phố văn minh, hiện đại, thành phố đáng sống, xứng đáng với vai trò là đô thị tỉnh lỵ, là trái tim và bộ mặt của cả tỉnh. Về các đề xuất kiến nghị của thành phố Thanh Hóa Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Doan Anh giao ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh và văn phòng tỉnh ủy tiếp thu tổng hợp để báo cáo thường trực ban thường vụ tỉnh ủy. Riêng đối với công tác bố trí sắp xếp cán bộ sau khi sắp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa, Bí thư tỉnh ủy giao ban tổ chức tỉnh ủy chủ trì phối hợp với ban thường vụ thành ủy thành phố Thanh Hóa và ban thường vụ huyện ủy Đông Sơn làm việc cụ thể, xây dựng tiêu chí đánh giá và phương án phân công bố trí cán bộ trình ban thường vụ tỉnh ủy xem xét quyết định trong hội nghị sắp tới. Trong đó phải đảm bảo công tâm, khách quan, đúng quy trình quy định phát huy được năng lực sở trường của cán bộ trên từng cương vị công tác vì sự phát triển chung của địa phương và của cả tỉnh